quý vị, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phú Mỹ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu chọn làm đại hội điểm cấp trên cơ sở, để từ đây đúc rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Đại hội tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 3 đến hôm nay 5 tháng 6. Đến dự đại hội có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nguyên lãnh đạo tỉnh ủy qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cùng 194 đại biểu đại diện cho 3.293 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã Phú Mỹ. Nhiệm kỳ 2015-2020, với sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, thị xã Phú Mỹ đã đạt và vượt các mục tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì hơn 18% một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường được tăng cường và có chuyển biến rõ nét. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, y tế được quan tâm, chăm lo. Chất lượng cuộc sống người dân không ngừng nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Hộ nghèo theo chuẩn quốc gia còn 0,17%. Hộ nghèo theo chuẩn tỉnh là còn 0,27%. Ở nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ thị xã Phú Mỹ đặt mục tiêu phát triển đô thị Phú Mỹ bền vững, gắn với lợi thế so sánh về công nghiệp, cảng biển, đẩy mạnh xã hội hóa y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động mặt trận, đoàn thể theo hướng sâu sát với dân, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng thị xã Phú Mỹ trở thành thành phố Phú Mỹ, đồng thời nâng tầm đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biểu dương những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân thị xã Phú Mỹ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị ở nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thị xã Phú Mỹ cần xây dựng giải pháp cụ thể, thiết thực, triển khai có hiệu quả nghị quyết đặt ra. Tôi đề nghị đại hội tập trung thảo luận bổ sung nghị quyết một số vấn đề trọng tâm như sau. Đảng bộ thị xã cần chủ động tích cực phối hợp với các sở ngành liên quan để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, thu hút các dự án nông nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng quy mô, sử dụng công nghệ hiện đại, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, huy động các nguồn lực để tham gia xây dựng nông thôn mới. Hai là thị xã Phú Mỹ cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Ba là tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm nghèo bền vững. Thứ tư là nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thị xã đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Năm là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng sâu sát thực tiễn, năng động, sáng tạo. Tại đại hội lần thứ 6, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phú Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025 đã được bầu. Trong đó, Ban thường vụ thị ủy gồm 12 thành viên. Ông Lê Hoàng Hải giữ chức vụ Bí thư thị ủy, ông Nguyễn Văn Thắm, ông Tạ Minh Phong giữ chức Phó Bí thư thị ủy. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 26 đại biểu và một đại biểu dự khuyết. Đại hội Đảng bộ thị xã Phú Mỹ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đó là niềm vui lớn và là nguồn cổ vũ đối với Đảng bộ và nhân dân thị xã để nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 6 đi vào cuộc sống. Sau đại hội này, tôi đề nghị từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, mặt trận, các đoàn thể thị xã nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 6, tích cực tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã. Đồng thời, căn cứ vào nội dung nghị quyết và tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ từng địa phương, đơn vị, cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025
đã đề ra. Từ thành công của đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị xã Phú Mỹ cùng các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, mặt trận, các đoàn thể toàn thị xã nỗ lực đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra. Đặc biệt là mục tiêu xây dựng thị xã Phú Mỹ trở thành thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp cảng biển vào năm 2025.